Đoàn giám sát của Ban văn hóa xã hội khô đồng nhân dân tỉnh vừa đến khảo sát tại Đức Quệ về công tác quản lý nhà nước về hệ thống thiết chế văn hóa thể thao trên địa bàn quyền. Đoàn đã đến khảo sát trực tiếp tại xã Mỹ Thành Đông và Ủy ban nhân dân quyền. Tại buổi làm việc, đoàn được nghe hai đơn vị báo cáo về công tác quản lý nhà nước đối với hệ thống thiết chế văn hóa thể thao trên địa bàn từ năm 2016 đến nay. Hiện toàn quyền Đức Huệ có 11 trên 11 xã thị trấn có trung tâm văn hóa, thể thao và học tập cộng đồng, có 49 trên 49 ấp có nhà văn hóa. Tuy nhiên, thiết chế nhà văn hóa còn đơn giản, chưa có sự đồng bộ, nhất là sân chơi, bãi tập cho người già và thanh thiếu nhi. Nguồn kinh phí hoạt động còn thiếu, các hoạt động tại một số thiết chế văn hóa còn đơn điệu đoàn giám sát đề nghị địa phương cần xác định nguyên nhân tồn tại hạn chế trong tình hình hoạt động của các thiết chế văn hóa thể thao từ đó đẩy mạnh thông tin tuyên truyền và có giải pháp thiết thực thu hút đông đảo người dân tham gia hoạt động các thiết chế văn hóa thể thao xây dựng nhà văn hóa ấp đạt chuẩn theo tiêu chí nông thôn mới nâng cao